Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Tích. Thì buổi trưa hôm nay em lên đây, Zalo gửi đến cho anh em đây là một phiên bản đến từ nhà Seiko. Và phiên bản này thì với một cái chiếc hộp như thế này thì anh em có thể đoán được là đây là một trong những dòng đời cao đến từ nhà Seiko rồi. Đấy, tại vì chỉ có những dòng đời cao thì nó mới có những chiếc hộp khác biệt như thế này thôi. Rồi phiên bản này thì nó sẽ có một cái mã hiệu được ghi ở trên vỏ hộp, đây là SRW037 này. Đấy, và cái chiếc này thì tình trạng của nó đã qua sử dụng rồi đó, nhưng mà em nghĩ rằng là đây là một cái tình trạng nó khá là mới. Đấy, nó sẽ có đầy đủ hộp sổ nhé đó, để cho các bác tham khảo thêm. Thì chiếc này thì nó sẽ có giá trị sưu tầm cũng khá là cao, tương đối cao với một phiên bản Seiko Reset. Ở đây thì nó sẽ có một cái quyển tờ giấy nhé. Tờ giấy này thì nó sẽ là một cái tờ giấy phiên bản này, phiên bản Limited. Đấy, Limited, và nó sẽ có cái phiên bản này là nó sẽ có một cái chữ ký của một cầu thủ. Đấy, cầu thủ của Nhật, Yoshinori này, Muto. Đó, thì cái cầu thủ này thì đang thi đấu ở ngoại hạng Anh, cho nên là nói chung là được xin được chữ ký và kiểu nó danh giá. Đấy, thì nó được xếp vào trong những cái chiếc đồng hồ dòng phiên bản giới hạn đây. Đó, thì ở đây chiếc hộp của nó này nó cũng khắc cái chữ ký của Yoshinori này, Muto này. Đấy là Limited Edition này. Ở đây thì nó sẽ có mắt thử của nó nhé. Giá niêm yết của hãng đang là 130.000 yên, viện chi ra tiền Việt Nam thì rơi vào đâu đấy tầm 27-28 triệu cho phiên bản này. 27-28 triệu phiên bản này nhé. Nhưng mà những phiên bản Limited như thế này thì hiện tại thì nếu như mà hàng xách tay tại Nhật về thì nó cũng chỉ có cái mức giá nó xuống một tí thôi, chứ nó không có thể xuống đao xuống sâu được. Đấy, cho nên là về cái phiên bản này thì nó bán rất là đúng giá. Đó, gần như là không có giá xách tay tại Nhật về. Đó, nhưng mà thì em sẽ tiết kiệm được cho các bác đây rất là nhiều khi mà các bác mua ở bên em. Hiện tại con này hàng lướt, còn tình trạng của nó còn cực kỳ đẹp. Các bác có thể thấy được là cái tình trạng của chiếc này thì xước lông mèo phe phải một chút thôi đó. Và cái chiếc này thì nó sẽ có một cái mức giá, hiện tại em đang gửi đến cho các bác đây là một cái mức giá 20 triệu rưỡi cho phiên bản này đó. 20 triệu rưỡi thì phiên bản này các bác có thể đeo hoặc là anh em sưu tầm cũng được. Đấy rồi, phiên bản này thì các bác sẽ có một cái mặt dial màu xanh này. Đấy, màu xanh dương nhé, màu xanh deep blue. Đấy rồi, thiết kế của nó thiết kế 3 kim, có một cái sắp đều ở hướng góc 3 giờ. Đây là cái sắp đều báo giờ ngày giờ, à báo lịch thứ. Còn ở hướng góc 6 giờ đây là báo lịch ngày. Đấy, và một cái ô báo tích có năng lượng. Chiếc này được đặt ở hướng góc 9 giờ. Phiên bản này là dòng Seiko Preset Automatic ha. Chiếc này là phiên bản nhờ nội địa. Check xuống 6 giờ thì nó sẽ có một dòng chữ Japan, và ở đây là 6R21. 6R21 thì sẽ có tần số dao động của nó rơi vào đâu đấy tầm 21.600, 28.800, xin lỗi, độ tích cót tầm 40 giờ. Đấy, những phiên bản này thì nó sẽ có thêm điểm nhấn là một cái kim cọc của nó, có cái kim cọc màu đỏ nữa. Đấy, tạo điểm nhấn cho cái chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì các kim cọc giờ của nó là kim cọc giờ kẻ vạch nhá, và nó sẽ có dạ quang trên cái phần kim cọc của nó. Đây, em sẽ cho các bác xem dạ quang này. Đó, dạ quang khá là sáng đến từ thương hiệu Seiko nhé. Đấy. Đó. Rồi, phiên bản này thì nó sẽ có một cái mặt kính sapphire nguyên khối, và nó sẽ có một cái hiệu ứng phủ super clean. Super clean ở đây chính là cái công nghệ phủ khiến cho chúng ta khi nhìn vào cái mặt dial đấy thì gần như là nó không có kính. Đấy, giống như hiệu ứng là không có kính ấy, trông rất là thật. Đấy, về cái mặt dial này các bác có thể thấy ha, giống như là không có kính ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn. Đó rồi, phiên bản này thì nó sẽ có một cái phần thân vỏ được phay bóng và phay xước. Đấy, đang xen nhau, chủ yếu là phay bóng thôi. Đấy rồi, phay xước thì nó tạo điểm nhấn cho cái chiếc đồng hồ này. Một cái nữa, công nghệ nữa mà được trang bị đến chiếc này thì chính là công nghệ phủ Comfortech. Đây là công nghệ phủ gia tăng độ cứng cho cái chiếc đồng hồ. Đó, gia tăng cái phần thân vỏ. Đấy, để cho nó phần thân vỏ này nó cứng cáp hơn. Đó, đấy là một cái công nghệ nó cũng rất là ưu điểm. Rồi, ở phiên bản này thì nó sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc.
có hai sợi chỉ phay bóng và ba sợi chỉ phay dưỡng nhé. Rồi những dòng Seiko về cao thì về cái phần khóa bấm của nó đấy, chiếc này thì nó còn nguyên đấy này đấy, người sử dụng nhận người ta sử dụng này, các bác có thể thấy này. Đó, người ta còn dán cả băng keo để chống chảy xước nữa. Ở chiếc này thì nó sẽ có một cái kích thước xe mặt rồi đấy, tầm 41 đấy, 41 thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy, ở trên 16 anh em mới đeo được chiếc này nhá. Đây em lên tay thử cho bác này. Cổ tay em là cổ tay 16 nhá, đeo trên mình chiếc này khá là vừa vặn. Đấy, anh em thích phiên bản này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em. Đó. Chiếc này thì chúng ta sưu tầm hoặc là anh em đeo cũng đều được. Đấy rồi, phiên bản này thì mặt đáy của nó có cái chữ ký này. Đó, của Yoshinori Hamamoto. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái số limited là 0620 trên 1031 chiếc. Đó, rồi phiên bản này thì nó sẽ có stainless steel này. Rồi đầu máy cái bơ, chứng nhận chống từ phiên bản máy Japan. Đó, ở đây thì nó sẽ có độ chống nước khá là cao, 100 mét nước, chứng nhận sapphire nhé. Đấy, ở trên mẫu van của nó ghi rất là rõ, Genin9 ở đây chính là 29 chân kính. Đấy, và đầu máy cái bơ 6R21, đầy đủ những chức năng như là lên gấp tay, dừng im dây khi chỉnh giờ. Đấy, và ở đây thì đúng chỉnh của nó cũng sẽ có logo chữ S nhé. Giá hiện tại em đang để cho các bác là 20 triệu rưỡi, đây là một cái mức giá nó cực kỳ tốt hiện tại trên thị trường đó, và gần như là trên thị trường thì nó cũng sẽ có những phiên bản này thôi, nhưng mà hiện tại nó đang rất là ít, nên là nếu như các bác quan tâm về cái dòng này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969732822 để em tư vấn trực tiếp cho bác về những mẫu sản phẩm này nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi, là cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.